We almost go home. Look here. Mọi lúc nó ta để vô ta dễ vô ta nhìn thấy. They leaving or they oh, they set up. Yeah, I know. It smells gas. Oh, more coming. Guys, more coming here. Wow, awesome. Yeah. Yeah, I know. Okay, lucky up. Almost gone home. Yeah, at least you just see something like this. It's fine. Better than nothing. It's really difficult. Huh?
Không sao đâu. Giờ nó phải đợi thằng này lên nó mới lên được chứ. Thấy không? Nó để vậy thôi. More coming. Right here. Cái hàng đậu màu kia nên nhẩu ghê á. Tại vì chị đi dài vậy không có ngỡ. Đây nè. Ừ, tía tôi mưa, nước giọt luôn. Mưa, à, tháng mưa mà. Đừng mưa nữa, để cho mình làm ăn. Ờ, à, cái đứa nước kỳ quá à. Mấy đứa gì gì. Mơ cơm đi, mơ cơm đi. À, đây đây, mắt câu rồi, cái nào đây, cái nào. Nguyên giật 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 cái gì. Sao giúp đây cái nào. Mũi của nó muốn lấy máu mình mà nó không chỉ đường nè. Đang ở một cái thao gì đó. Và con còn ngủ, mình không có hỏi hỏi han được cái gì hết. Cho nó có cái gì vậy? Mà trời đang mưa nữa chứ. Mà con ngủ hết trơn. Sau một lần hỏi khoan khoan tao quay around cái. Ồ kìa kìa kìa. Nè nè cái basin nè. Ê cái basin nè, cái basin nè tụi bay ơi. Ôi đã chưa? Xuống đây tắm được nè. Ở trong cái gì, trong cái hình nó chiếu đó. There is a basin here. The pool. Oh my goodness, mosquito a lot. We forgot to spray. Oh, no one here. Raining a lot. Wow, it's beautiful. Don't be careful nha. It's raining slippery. It's not a nice zoo for raining. Then let the over there. This, I have this moon at home.
It's too dangerous. It's still raining. River Brown is the Townsend Lake. It's still raining. No one wants to go. Anh cái thang này tên gì vậy? À, cái gì? Baratoboro gì something like that. Quẹo vô đây quẹo lộn cho nên giờ đứng đây.